chiếc xe phôi nấm và ngươi sáp. 9.000 phôi, đầy lúc bay luôn. Rồi từ đít đến đầu và từ đầu đến đít luôn. Rồi bây giờ mình leo lên thử nha, leo mình coi cho nó, mình ngắm xuống nó sẽ cảm giác nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn ở dưới nhìn lên, sẵn nó có cái thang này luôn. Đây, coi anh em chắc như thế nào đây. Rồi. Ui, cao quá trời cao, leo tích lên nóc nhà luôn. Rồi, ở trên nóc nhà mình sẽ quay cho anh em thấy rõ hơn. Bây giờ là bỏ mấy cái bao nắp lên, nên mình sẽ chắc cho nó gọn gàng để khi mình đóng cái thùng xe đi thì công an sẽ đỡ dòm ngó thôi. Chắc hay giờ chờ kinh khủng luôn rồi nè. Đây ở trên này mình nhìn xuống hơi xíu nè. Ở dưới kia thì anh em công nhân đang làm cái góc á, anh em thấy cái góc nó đóng rồi chưa. Bây giờ mình chắc là giờ này là 10 giờ đêm rồi. Thì mình chắc xong rồi cho anh em tài xế nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi rồi khoảng cả 4 giờ sáng rồi là mình chạy. Chạy tới nhà khách hàng là tầm khoảng 6 giờ. Ồn ào, anh em có mười mấy công nhân luôn. Nên cái xưởng lúc nào nó cũng ồn ào hết. Rồi, đó, quay sơ qua là cận cảnh của cái xe phôi đó. Rồi xuống. Rồi, cảm ơn cả nhà theo dõi video này nha.